Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lên cho cả nhà một cặp Malaysia nè, chim biến cứng cả nhà. Do là chim mình đút từ nhỏ nè, thành ra nó rất là thuần luôn nè. Cái cặp mình lên đòi ăn nè. Mình đang đút chim con ăn nè, thành ra là sẵn mình quay cho cả nhà xem nha. Malaysia chim biến cứng nha. Trại mình thì ở gần và còn lắp vô tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần á là xem trực tiếp nha, còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368213731. Cả nhà ai có nhu cầu loại nào kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Malaysia thúc gù nha, chim biến ăn cứng nè. Do là chim mình đút từ nhỏ nha, thành ra là gặp mình đòi ăn nè, rất là thường luôn. Malaysia thúc gù thích hợp cho anh em về nuôi kiển, ghép sinh sản hoặc là nuôi lớn đi tập mồi đều ok hết nha. Chim là bao bài bản cả nhà, có bảo hành Malaysia đầy đủ nha. Một cặp rin nè. Bên mình thì có các dòng lợn cu cườm Việt, Thái, Malaysia, Pháp thường, Pháp bông, cu ngói, chim con, chim tơ nha. Cả nhà ai cần loại nào kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Này thì chim mới biết ăn cứng được tầm mấy ngày nè, do là 7 ngày tuổi là lấy đàn đúc rồi, ra rất là thần luôn. Anh em về đi tập mồi, nuôi lớn ghép sản, nuôi kiển, tập khách gì đều ok hết. Chim rất là thần luôn. Mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh này kia, hoặc là chỗ nào mà có xe tới lui á là mình vẫn gửi ok nha. Rồi, cả nhà ai có nhu cầu loại nào các bạn Zalo tư vấn nha. Chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video.